chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dogili Bestshop. Dogili Bestshop thuộc công ty cổ phần Dogili Việt Nam. Hôm nay nhà Dogili sẽ giới thiệu các bạn một giống chó được mệnh danh là giống chó thông minh nhất trên thế giới, đó chính là chú chó Collie. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về đặc điểm và tính cách cũng như giá tiền của em Collie này tại nhà Dogili nhé. Border Collie có đôi mắt rất sắc với ánh nhìn mãnh liệt như thôi miên các loài vật khác. Chó Collie còn được gọi là Border Collie hay là Collie biên giới, nổi tiếng là giống chó thông minh nhất trên thế giới, có nguồn gốc là chó chăn gia súc ở vùng biên giới Northumberland giữa nước Anh và Scotland. Giống chó chăn cừu Border Collie được xếp hạng là giống chó thông minh nhất trên thế giới. Bảng xếp hạng này được giáo sư Stanley Coren, trường đại học British Columbia công bố trong tác phẩm Trí thông minh của loài chó, sau rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm trên hàng trăm giống chó khác nhau. Xếp số 1 về trí thông minh có nghĩa là chó Border Collie có thể hiểu lệnh ít hơn 5 lần lặp lại và có khả năng thực hiện đúng 95% số lần ngay sau lệnh đầu tiên. Đã có nhiều ghi nhận Collie có khả năng điều khiển một chú cừu đi lạc hướng trở lại đàn chỉ bằng một cú liếc mắt đầy bí ẩn. Có nguồn gốc là giống chó chăn cừu nên Border Collie rất ưa hoạt động. Nuôi một bé Border Collie, bạn nên dành thời gian chơi các trò chơi vận động với cún cưng của mình. Giống chó này là quán quân trong các môn thể thao đối với chó, đòi hỏi độ khó cao như ném đĩa, bắt bóng, nhào lộn, vượt chướng ngại vật theo bài. Giống chó này cực kỳ ngoan và tình cảm, thích chơi đùa cùng trẻ em và các thành viên khác trong gia đình. Border Collie có thể sống hòa đồng với chó mèo và các vật nuôi khác trong nhà. Nếu bạn nuôi một bé Collie từ nhỏ, chúng sẽ chỉ vâng lời và nghe mệnh lệnh duy nhất từ chủ nhân của mình. Border Collie có bộ lông hai lớp, lớp lông ngoài dày và không thấm nước, giúp chúng chịu đựng được điều kiện thời tiết tốt. Lớp phía trong mềm và có độ dày vừa phải. Lông dài nhất là ở bờm cổ như bờm sư tử và phần đuôi. Ngoài ra, các phần lông ở ngực, bụng cũng dày hơn các phần khác trên cơ thể. Phần lông mặt, tai và phần bắp chân ngắn và mịn màng. Nhiều màu sắc, đen, trắng, nâu, có thể có 3 màu tricolor, có thể tổng hợp các màu lông cơ bản của giống chó này trong bảng sau. Giống chó này cực kỳ thông minh, lanh lợi và nhanh hiểu lệnh. Chúng vượt trội với sự vâng lời, nhanh nhẹn và các trò chơi ném đĩa nhựa. Chúng rất thân thiện với trẻ em và vật nuôi khác trong gia đình, nhưng nó có thể hung dữ với những con chó khác cùng giới tính. Không nên để chúng một mình với các vật nuôi nhỏ như chim, gia cầm, thú cảnh nhỏ. Giống chó này có khả năng giữ nhà tuyệt đối, luôn cảnh giác với người lạ. Tuy vậy, chúng luôn vấn vít và mong muốn làm hài lòng chủ nhân. Cún cưng nên được xã hội hóa tốt nhất từ khi còn nhỏ để không bị nhút nhát. Trong các môn thể thao khác nhau như tuân thủ mệnh lệnh, kỹ năng vận động, chúng luôn không có đối thủ trong cuộc thi này. Giống chó này không thích hợp cho những người không có nhiều thời gian. Chúng có thể trở nên phá hoại nếu nó cảm thấy buồn, chán hoặc bị bỏ rơi. Border Collie được biết đến như một chuyên gia đào tẩu. Giống chó này phù hợp với một chủ sở hữu có kinh nghiệm, người có rất nhiều thời gian dành cho chúng. Giá chó Rhode Collie lông dài sinh tại Việt Nam dao động từ 7 đến 9 triệu đồng một con. Tuy nhiên, do số lượng không nhiều và ít được ưa chuộng do không hợp thị hiếu người Việt, nên nếu muốn mua một chú chó Rhode Collie, bạn thường phải đặt trước và chờ đợi có khi đến vài tháng. Giá chó Border Collie sinh sản trong nước dao động trong khoảng từ 8 đến 16 triệu, chủ yếu căn cứ theo màu sắc. Màu nâu trắng và màu đen trắng phổ biến nhất nên có giá rẻ hơn. Các màu hiếm như Tricolor, Blue, Lilac, Miller hiếm nên cũng có giá đắt hơn nhiều. Tại Việt Nam, Collie có giấy VKA rất hiếm, chủ yếu là chó không giấy tờ. Nếu muốn sở hữu một bé có giấy VKA, bạn có thể đặt trước vài tháng. Mức giá chó có giấy VKA khá cao, tùy theo người bán dao động từ 20 đến 30 triệu đồng một con. Dòng Perdit Collie tại Việt Nam không có. Nếu muốn sở hữu một chú chó Perdit Collie, bạn phải order mua chó nhập khẩu. Khác với dòng chó khác, Border Collie nhập khẩu Trung Quốc lại rất đẹp và chất lượng. Các chợ lớn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ thường nhập khẩu chó đực giống của Trung Quốc về phối tại Việt Nam. Giá một chú chó đực giống nhập khẩu Trung Quốc đẹp dao động từ 25 đến 35 triệu một con. Giá mỗi lần phối giống chó Collie đực giống nhập Trung Quốc dao động từ 3 đến 5 triệu đồng. Tại Thái Lan, dòng râu Collie được ưa chuộng và nuôi phổ biến hơn Border Collie. Tuy nhiên, giá của hai dòng này không có sự chênh lệch nhiều. Có hai nguồn Collie nhập từ Thái Lan là nguồn chó không giấy tờ mua từ các chợ thú cưng như Bangkok, giá về đến Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội khoảng 32 đến 35 triệu đồng một con. Chó có giấy FCI Thái Lan từ các trại chó giống đầy đủ giấy tờ, phả hệ, sổ sức khỏe, hộ chiếu.
dao động từ 40 đến 45 triệu đồng một con. Nếu bạn đam mê dòng Border Collie và có điều kiện kinh tế thì chó nhập khẩu châu Âu là chất lượng và đẳng cấp nhất, không có sự chênh lệch về giá giữa dòng Border Collie và Rhode Collie tại châu Âu. Giá chó Collie nhập châu Âu có hai phân khúc. Chó Collie nhập từ Vương quốc Anh, quê hương của giống chó này, dao động từ 5 đến 7.000 USD. Giá chó Collie nhập từ Đông Âu và Liên Xô cũ, dao động từ 2.800 đến 3.500 USD, là đơn vị nhập khẩu chó mèo thú cưng lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Dogelee Pet Shop có mối quan hệ hợp tác với các trại chó giống lớn tại châu Âu, cùng kinh nghiệm gần 10 năm làm thủ tục nhập khẩu, hải quan, kiểm dịch, vận chuyển hàng không. Nếu bạn có nhu cầu order mua chó Collie nhập khẩu, hãy gọi ngay 0965 086 079 để được tư vấn hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của nhà Dogelee, và nếu thích bé chó này thì hãy đến và tặng ngay cho mình một bé nhé. Địa chỉ shop tại 606-121 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc bạn có thể liên hệ qua fanpage Dogelee Pet Shop hay website dogelee.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo.